Chan canh vào cơm là thói quen của hầu hết người Việt. Nhiều người cho rằng việc ăn cơm chan canh khiến bữa cơm dễ nuốt hơn, nhưng đây lại là một hành động phản khoa học, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà bạn cần phải dừng lại ngay. Theo các bác sĩ, trong bữa cơm, bất kể là nước canh hay nước lọc, nước ngọt đều cần hạn chế. Nguyên nhân là nước sẽ làm loãng dịch vị, khiến thức ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa đã vào ruột non, dễ gây ra các bệnh về tiêu hóa. Mặc dù nước canh sẽ khiến chúng ta dễ nuốt hơn, nhưng cũng khiến lượng cơm và thức ăn trôi tuột vào dạ dày mà chưa được nhai kỹ, khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn. Nếu duy trì lâu dài, bạn sẽ mắc bệnh đau dạ dày. Những người đau dạ dày càng không nên ăn cơm chan canh. Khi nhai thức ăn, enzyme trong nước bọt tiết ra hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, rất có lợi cho sức khỏe. Khi chan cơm cùng canh, dịch tiêu hóa bị nước pha loãng, khiến quá trình hấp thụ dinh dưỡng giảm, tạo cảm giác nhanh no, nhưng thực chất lượng dinh dưỡng rất ít. Vì vậy, tốt nhất nên uống nước canh trước khi bắt đầu ăn cơm và các thức ăn khác, hoặc ăn canh sau cùng.